đồ rất là diện luôn, rất là đẹp luôn, nhưng mà cuối cùng là không có ngủ dầm giá, Không có ngủ dầm giá. mà hai người buổi tối sẽ phải tách riêng ra, một người ngủ với con trai và một người là ngủ với con gái. Khoảng 2:59 thì sẽ bật máy và quay lại xem mọi người có bí mật này. Ngày hôm nay thì Thu Thủy sẽ quay những cái thước phim thật thật nhất của gia đình Thu Thủy để cho mọi người thấy là một ngày của Thu Thủy sẽ như thế nào với gia đình của nhỏ bé của mình và với sinh hoạt của gia đình. Buổi sáng thức dậy mình sẽ làm việc những việc gì. Thì ngày hôm nay là những nước phim thật nhất mà Thu Thủy muốn gửi đến tất cả những khán giả đang sập trang YouTube của Thu Thủy nha. Chứ gì đi ngủ đó. Chứ gì đi ngủ đó. Nhà Thủy buổi tối hay rối vậy. Phải chào nhau. Chào nhau rồi mới đi ngủ nè. Chào nhau hả? Thôi đi ngủ đi con. Bye bye. Bye. Nhìn điện thoại. Gia đình Thu Thủy đây vậy đó. Tối đã đi ngủ rồi, tách ra. Bye bye Phong. Bye bye. Đi ngủ đi, bye bye nè. Bye bye. Bye bye. Và bây giờ thì cũng sẽ không quên. Đó, hôm nay mặc đồ rất là diện luôn, rất là đẹp luôn, nhưng mà cuối cùng là không có ngủ dầm giá. Không có ngủ dầm giá. Mà hai người buổi tối sẽ phải tách riêng ra, một người ngủ với con trai và một người là ngủ với con gái. Mà tối thôi thì cũng không có quên phải dưỡng da trước khi ngủ nha mọi người. Da mọc của Thủy đây và da tay, da chân Thủy luôn luôn xài đồ của nhà Thư Thủy. Ai cũng hỏi Thủy sẽ dưỡng da cái gì. Đây là bước đầu tiên là toner nha mọi người. Mình thoa lên, thoa lên, thoa lên. Cũng phải thoa body POV của nhà Thủy rất là thơm luôn. Cái này mà hả ông xã gửi là nghiền luôn, nhưng mà tiếc là dạo này không có ngủ chung với nhau. Ai khóc nỗi đau này. Ri còn cười nữa, cười mẹ nữa. Thường là Thủy sẽ thức toàn thân, nhưng mà hôm nay Thủy sẽ sức hai cái tay thôi. Tại vì thật ra là da của Thủy nó chỉ đen hai cái bàn tay nhiều, chứ phần cổ thơm quá, da sáng luôn nè mọi người ơi, trắng tinh luôn. Rồi thôi, trễ rồi, đi ngủ thôi, đi ngủ thôi mọi người ơi. Bye bye. Để xem khoảng 2:59 thì sẽ bật máy và quay lại xem. Để xem mọi người có một bí mật này. A few moments later. Theo đúng như là chị đã hứa với mọi người là 2:58. 3 giờ luôn rồi mọi người. Thì mọi người có nghe cái tiếng khóc không? Mặt Thủy gần chưa tỉnh ngủ. Để
rồi. Tiếng khóc của Lana. Thủy thức nha mọi người, thì sợ gây ảnh hưởng công việc nên là chọn đêm thức cho em bé. Chọn ví ha, chọn ví đi. Bây giờ thì đi ngủ tiếp. Ông là Henry sẽ dậy. Henry là không thấy mẹ là hồi sẽ dậy. Ba cho con nha. Mỏi không? Mỏi lưng. Tội nghiệp quá. Ráng lên ông xã. Quay là mọi người nhìn thấy hết nha. A few moments later. Hé nhớ, con mặt kìa. Chà chà dữ ta. Chào mọi người đi nào, một ngày buổi sáng thật vui vẻ nào. Ba ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Có ai ngủ trễ không? Chịu ngủ sáng ra dậy khóc hết chưa? Không, kêu đi ngủ sớm, chịu ngủ sớm. Ba đâu rồi? Ba dậy chưa? Ba dậy chưa giờ? Ba đang dậy đi toilet hả? Ba có ngủ lại được không? Con ơi, trời ơi đi học nha. Chào mọi người nè. Chào mọi người. Nhìn cho máy đi Ngoan. Rồi mang dép vô. Bây giờ là 7:25. Bây giờ thì Thủy đang đắp mặt nạ để chuẩn bị chút nữa sẽ phải make up. Vì sáng mỗi lần make up thì Thủy Thanh thường đắp mặt nạ khoảng 10 phút, 7 giờ rưỡi là các bạn sẽ đến make up. Và hôm nay sẽ là một ngày làm việc của Thư Thủy. Chúc mọi người sẽ theo chân Thư Thủy nha. Hôm qua thì ngủ không có được và mới thấy là rất là thương xã.
hai lần, một lần 3 giờ, còn một lần 6 giờ mấy mà thì dậy không nổi. Nên là bây giờ 7 giờ mấy thì mới dậy nè. Nhìn đồng hồ là 7 giờ 20 thì mới dậy, thì là ông sẽ chở Henry đi học tiếp, thì ở nhà chăm Lana. À không, ông sẽ chở Henry đi học tiếp thì ở nhà lo đắp mặt nạ và để Lana. Chút xíu ông sẽ lại phải về giữ Lana giùm nữa. Trong khi tối hôm qua thì ông sẽ phải đi làm việc. Nói chung là cái ngày nào thì bận thì ông Dạ sẽ phụ một tí. Vì do là thì cũng kỹ tính và cả ông Sa cũng kỹ tính, nên là chưa tìm được người vú em để lo cho Lana, nên là hai vợ chồng cứ phải thay phiên nhau. Bây giờ là mình đã xong phần mắt ở trên rồi, mà là 9 giờ kém 10 rồi đó mọi người. Đó là thì phải trừ hao gần 2 tiếng để cho các bạn make up làm tóc nha. 2 hours later. 9 giờ rưỡi, giờ thì đi chụp hình đây, 10 giờ có mặt. Ôi cho cười kìa. À. Ôi nó thích mẹ make up lắm, mỗi lần mẹ make up đẹp lại nhìn nó cười hết, trời ơi cười kìa. Úi trời ơi, trời ơi dễ thương quá. Mẹ đi diễn nha. Con nhìn mấy con cười đi. Mẹ nè. Chuông lắm á, chuông ngay cho con lắm á. Cười. Dễ thương, sáng ra được cười vậy là hạnh phúc rồi. Mẹ đi nha, hai cho con. Nếu mong muốn đem đến vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ. Với mong muốn đem đến vẻ đẹp của người, với mong muốn đem đến vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ, việc đã thôi thúc tôi tạo dựng nên thương hiệu VOV2Y của chương trình và tiêu chí lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của một thương hiệu. Và từ đó sứ mệnh VOV2Y là đem đến những sản phẩm chất lượng của bạn không thể được. Nói này nhớ chờ chút mọi người. Còn bộ cuối cùng 1 giờ trưa rồi mọi người, cố lên. Khi gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Chị đi ra đây. Mi ơi, lên nhà rồi mọi người ơi. Chút nữa còn buổi tối làm việc nữa, hai cho con rồi đi tìm. Ai đi về thấy con gái nằm ngủ đi ghế không? Cho con mặc. Ba đó nè, 3 giờ chiều rồi, ba đó mẹ cũng đói luôn, chưa ăn luôn. Mọi người ăn cơm hộp. Nhà ơi, Thủy về rồi, bé Lana cho một bãi luôn nè. Cha đích thu quắc luôn. Một bãi luôn mọi người ơi. Chưa được rửa mặt luôn nè. Lana cười kìa. Quá trời luôn, cứ cười kìa.